Vâng, xin kính chào cô chú các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Hôm nay thì mình tiếp tục thực hiện cái video này tại Nhật Bản, và trước mắt cô chú các bạn là một cái trung tâm thương mại bán rất là nhiều xe đạp, hàng đập hộp cô chú các bạn nhé, hàng mới tinh nhé. Thì trước khi quay video cận cảnh chi tiết thì mình lướt qua một vòng để cô chú các bạn cùng cảm nhận rất là nhiều các dòng xe cho người lớn, cho trẻ em, cho đàn ông, cho phụ nữ, rất là nhiều luôn. Anh chị em qua Nhật hay là đã từng sinh sống tại Nhật thì biết ở Nhật Bản thì xe đạp rất là phát triển luôn anh em nhé. Ngoài tất cả các phương tiện giao thông như là tàu điện, xe ô tô thì xe đạp cũng một trong những loại hình di chuyển rất là ưa chuộng tại Nhật Bản. Đây là khu vực bán xe cho dành cho trẻ em đi học này, rất là nhiều luôn. Ngoài ra còn rất nhiều các dòng xe độc lạ, thì bây giờ cô chú bạn có thể nhìn toàn cảnh cái trung tâm bán xe này nhé. Đấy, thì bây giờ mình đi mình gặp những con nào mà nó phù hợp với cô chú bạn tại Việt Nam thì mình dừng lại video, mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá cho cô chú bạn về Việt Nam. Đa số ở đây nó rơi vào khoảng hơn 10 triệu đến 15, 17, 20, 25 triệu một chiếc. Thì bây giờ mình đi mình gặp những con nào mà hay hay, độc lạ lạ thì mình quay cho cô chú bạn nhé, để cô chú bạn có thể tham khảo tại Việt Nam để mua sắm. Thì trước mắt cô chú bạn đây là một dáng xe rất là độc và lạ, cô chú bạn có thể quan sát. Nó đang để ở trên cao nhé, mình cố gắng là vươn tầm máy quay để mình quay cận cảnh nhất có thể để cho cô chú bạn mua sắm. Đây là một con lì đen cô chú bạn nhé, màu xám đen, đen tuyền luôn từ trước về sau, từ trong ra ngoài, con check ARCV. Tay cong gù, tất cả đen hết, đen toàn phần luôn, màu tông tông. Con này đang bày bán tại Nhật thì anh em có thể thấy, quan sát thì con này nó chỉ có một tốc độ thôi nhé. Một tốc độ, nặng 9,2 kg, lốp thì 700 x 25. Đấy, đang bán tại Nhật với giá cả thuế là 90.000, gọi 91.000 yên. Nó giá con này về Việt Nam là 25 triệu nhé. Về Việt Nam 25 triệu là hàng đi máy bay, bao ship. Con này nó chỉ có một tốc độ thôi, cô chú bạn thấy chỉ có một tốc độ thôi. Mà trông kiểu dáng của nó thì rất là đầu mấu, cô chú bạn nhìn rất là hay luôn. Rất là độc lạ, đen tuyền luôn. Gù cao con này chắc tầm 1m7 đến 1m80 đạp mới vừa. Cao tầm 1m7 trở lên thì mới đạp được nhá. Con này rất là độc và lạ. Giá con đấy về tận Việt Nam là 25 triệu. Còn đây là những con xe thấp hơn này. Giá đấy là giá về tận tay nhé cô chú bạn nhé. Về tận sân nhờ cô chú bạn giao hàng từ Móng Cái, Cà Mau. Hàng sẽ đi máy bay khoảng 15-17 ngày sẽ nhận được hàng. Đây, kế tiếp là những con mà hàng cỏ một chút để cô chú bạn có thể đạp thể dục này. Con này thì giá về Việt Nam cũng rất là mềm thôi. Con này có hiện tại có 3 màu. Cô chú bạn thấy là màu cửu long này, màu hồng cho các bạn nữ. Con này là nữ đạp cũng được, nam đạp cũng được. Con này thì màu xanh, con này màu trắng. Đấy, đây con này cũng hiện tại có 3 màu cô chú bạn nhé. Đây. Đấy. Lốp 700 x 32, con này thì 7 tốc độ, 11,7 kg. Giá đang bày bán tại Nhật là cả thuế là 50.600 yên. Giá con này về Việt Nam là 17,5 triệu, 17.500.000. Cơ cấu sang số đều của Shimano Rexit, hàng rất là đẹp luôn. Xe mới 100% của chú. Giá về Việt Nam là 17,5 triệu nhé, 17.500.000. Đấy, còn đây là một chiếc xe mà phù hợp cho cô chú bạn, cũng cao tầm 1m7 đến 1m80. Kiểu dáng rất là độc lạ và màu sắc cũng rất là độc nhé. Con này màu nõn chuối nhé. Đang để ở trên cao, dạng tay cong. Khung của nó rất là mảnh nhé, nhìn rất là đẹp. Mảnh đều nhau. Con này thì nó hiện tại nó có một màu, có 2-3 màu. Đấy, cả con này là con màu rêu, nó đang để ở dưới thì mình quay cận cảnh chi tiết con này nhé, cho cô chú bạn có thể tham khảo. Hiệu của nó là Junio. Đây, cô chú bạn thấy lốp là 700 x 32, con này 14 tốc độ,
giá là 69.300, 14 tốc độ lốp 700 × 32, tốc độ là 14 cấp số anh em nhé, nặng 12 kg. Giá con này về tận Việt Nam là 22 triệu tiền Việt Nam. 22 triệu là hàng đi bay nhé, bao ship tận sân. Con này thì có vẻ là rất là đầy đủ đồ chơi luôn. Anh em có thể thấy là túi cặp sách rất là đầy đủ. Đây là cơ cấu sang số líp này của Shimano. Đèn phản quang sau này. Cặp này chắc là theo xe luôn ạ. Cặp bằng vải thì cô chú bạn nhé. Có thể đựng điện thoại trong lúc đạp xe. Đấy. Còn này thì anh em có thể thấy là màu của nó là màu rêu nhé, màu đội xanh rêu. Đèn phản quang trước, đặc biệt là con này có hai cơ cấu phanh nhé cô chú bạn nhé. Có hai đường phanh. Hai đường phanh thì nó rất tiện lợi cho cô chú bạn có thể bóp ở vị trí này hoặc ở vị trí này. Đấy, nên là kiểu dáng đời mới nó ra, nó làm như này nó tiện rảnh tay. Cô chú cầm ở vị trí này lái xe cũng thể bóp được phanh. Giống tay ngang mà anh chị em cầm ở dưới thì cũng bóp được phanh, hai đường phanh và hai cơ cấu sang số. Giá về Việt Nam là 22 triệu nhé, 22 triệu bao ship, tận sân hàng đi máy bay. Đấy, đây là những con xe mà mình cảm thấy ở Việt Nam của chúng bạn rất là ưa chuộng. Kế tiếp thì quay cho các bạn một xe, con dòng xe đạp điện nhìn rất là hoài cổ luôn. Anh em quan sát có thể thấy giống rất giống một chiếc xe cổ ngày xưa, xe máy ngày xưa. Rất giống một chiếc xe của Pháp ngày xưa nhé. Con này là con chợ điện. Con này các bác nào cứng cứng tuổi chút hoặc là chị em phụ nữ chơi con xe này rất là hay luôn. Bảy cũng rất là đẹp. Hiệu của nó là BESV. Nhìn rất là hay luôn, nhìn rất giống một cái thân xe cổ ngày xưa. BAFV. Đây, phía trước cái ống là một cụm đèn LED này. Cụm đèn LED phía trước này. Đấy, nó tạo thành cái đường ống ở dưới đây rất giống một chiếc xe máy luôn. Xích thì bán hộp nhé. Ở trong này khả năng là pin nằm ở bên trong này. Xích thì bán hộp, nửa hộp. Nửa hộp xích tạo nên vẻ rất là khỏe khoắn và rất giống một chiếc xe máy. Đấy, đây là cơ cấu sang số phía sau này. Có cả chỗ để tra dầu này. Tra dầu hộp số luôn. Cơ cấu sang số của Shimano Nexus. Màu tông tông anh chị em nhé. Màu trắng sứ luôn. Trắng toàn thân luôn. Trừ mỗi cái yên này với lại tay nắm là màu vàng thôi. Đấy. Đây có cả màn hình nữa này. Màn hình thì bây giờ mình bật thử xem thế nào nhé. Màn hình hiển thị của chúng ạ. Đây là hiển thị tốc độ này. Giờ này. Đây là số giờ nhé. Đây là số dung lượng pin và tốc độ. Anh em có thể chạy thì kiểu như là mình chạy khỏe hoặc là chạy bình thường ấy thì bấm theo các tốc độ này. Rồi, bây giờ mình bật mình tắt đi nhé. Sau đó mình quay tiếp cho cô chú bạn. Đây là cơ cấu sang số này. Anh em để thấy một cấp này. 2, 3... ba cấp số tay, nên là anh chị em có thể đạp xe rất là nhẹ luôn nhé. Con này thì mình cố gắng mình quay chi tiết hơn một chút để cô chú bạn có thể lựa chọn, vì con này trông đập vào mắt cảm giác nó rất là hay luôn, rất là đẹp, nhìn rất là dễ thương, rất giống một chiếc xe cổ ngày xưa, màu trắng sứ. Cụm động cơ của nó thì nằm ở bánh trước của chú bạn nhé. Hệ kéo, giống kiểu ô tô kéo bánh trước. Động cơ điện kéo bánh trước. Hàng này là hàng mới 100% của chú bạn nhé. Hàng mới 100%. Mà giá của nó chắc cũng cao tiền phết đấy. Của chú bạn có thể thấy này. Đấy. Giá là 19.800.000, gần 20 man, gọi 20 man tròn. 20 man tròn. Đây là thông số kỹ thuật của nó này. Đó, cao từ 1m45 trở lên thì đi được nhé.
cao 1m45 đến 1m75 có thể sử dụng được. Lốp là 24, pin là 7.0A, thời gian sạc là 3.5 giờ, số km đi được là 70 km thì một lần sạc. 3 cấp số, nặng 21.5 kg. Giá con này về hàng bay là 46 triệu. 46 triệu tiền Việt Nam là hàng đi máy bay, bao ship toàn quốc luôn. Điện thì đương nhiên nó sạc điện 100V của chúng bạn, hàng Nhật mà, hàng nội địa Nhật. Sạc điện 100V, cao từ 1m45 đến 1m7 có thể sử dụng được. Nhất, thích nhất là mình thích nhất là cái dáng của nó, cái dáng nhìn rất là lạ luôn, rất độc luôn. Rất hay luôn. $46 triệu tiền Việt Nam. Ở Việt Nam anh em xem được thì cảm thấy giá của nó hơi cao một chút đúng không? 46 triệu là anh em thấy con này hơi cao tiền. Nhưng mà thật ra mà nói con này chưa phải là con cao tiền nhé. Bây giờ mình quay một con cao tiền cho cô chúng bạn có thể xem. Con này là 46 triệu về tận sân, hàng đi máy bay. Hàng có thể sưu tầm, trưng bày cũng đẹp. Đây con này này. Con này là con đắt tiền của chú bạn nhé. Đấy, một con khủng long bạo chúa. Hàng cũng chợ điện. Hàng cũng chợ điện đấy chị em nhé. Dòng Yamaha. Yamaha chợ điện. Con này thì mình thấy nó khủng bố quá nên chắc là ít anh chị em dám chơi. Không thích chơi chứ không phải không dám chơi. Anh của em, của bác có thể xem. Hiện tại đang bày bán tại Nhật cả thuế là gần 40 man. Gần 40 man bây giờ nó hơn 70 triệu tiền Việt Nam này. 75, 76 triệu tiền Việt Nam tại Nhật Bản nhé. Giá đấy là giá tại Nhật Bản. Con này về chắc nó về gần 100 triệu đấy. Rất là đắt tiền luôn. Đấy mới là con đắt tiền mà phủ khoảng con này hơn 46 triệu rất đáng chơi. Đấy, kế tiếp đây là nó bán phụ kiện, linh kiện này. Xăm lốp, thì là đèn, thì khóa, bình nước, cái chai nước, các loại mũ nón. Quay thêm cho cô chú bạn ít nhé, để tham khảo thêm. Đây cô chú bạn thấy là đây là mũ nón bảo hiểm này. Con này Kabuta, nón bảo hiểm bằng xốp nhẹ tênh luôn. Anh em thấy thế, hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá 10.000 yên, nó khoảng 1.800.000. Tại Nhật, giá này giá tại Nhật của chú bạn nhé. Anh chị em nào mua xe thì mình có thể mua hộ thêm một hai cái nón như này. Giá nón là kèm theo xe thì mua hộ, tiện tay mua hộ. 1.500.000 một chiếc, 2 triệu tùy theo chiếc của chú bạn, tùy theo chiếc. Kế tiếp đây thì có thể là rất là nhiều linh kiện đi theo như đồ chơi, đèn pin, bơm xe, khóa. Ở đây có rất, đây có mấy con xe rất là độc lạ luôn, xe chợ điện của chú bạn. Nhìn hay không? Nhìn rất hay luôn. Giá cao lắm của chú bạn. Giá cao lắm, bỏ qua. Đây là cô chú bạn có thể thấy là rất là nhiều đèn pin, đèn hành trình của xe, đèn phản quang, đèn chớp. Tham khảo thêm cho cô chú bạn một cái mẫu đèn nhé, để cô chú bạn thấy. Đấy, đèn pin. Đèn này có cái thì tích điện, có cái thì chạy pin, tùy. Đấy, cô chú bạn có thể thấy rất là nhiều luôn, bán rất là nhiều, khảo giá cho cô chú bạn một chiếc nhé. Đây chiếc này. Cái này đắt nhất ở khu vực này. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá 7.480, nó khoảng 1.300.000. 1.300.000 cái đèn pin. Nhiều khi anh em ở Việt Nam thấy cầm cái đèn rất là nhỏ nhỏ hơn triệu bạc cảm thấy đắt, nhưng mà ở Nhật nó là như vậy. Clip này thì mình xin tạm dừng tại đây. Kính chúc cô chú anh bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú chúng bạn. Một nữa thì Loa Hay TV xin chân thành cảm ơn cô chú bạn đã đăng ký theo dõi và ủng hộ trong suốt những năm vừa qua. Kính chúc cô chú bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.